Chào buổi tối tất cả anh chị em tại Việt Nam. Chào bà con Canada. Bây giờ đang là buổi gần trưa ngày thứ ba. Chào Hoài Nguyễn. Chào Maynard Trần. Bất chợt lại lên chứ không phải là đến hẹn lại lên. Bởi vì chương trình livestream là chương trình hoàn toàn không có kế hoạch. Như thường lệ thì lúc nào có giờ rảnh thì tôi mới livestream. Có nghĩa là vẫn ưu tiên cho công việc của trường lớp. Sau khi giải quyết ổn thỏa hết thì mới tranh thủ livestream. Xem như đó là một phần của việc truyền tải thông tin đến tất cả mọi người, trong đó có nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Canada cũng như đang có dự định gửi con em mình sang Canada để du học. Chào Hồng Yến, Trương, Ariel Mai, xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay Canada bắt đầu chuyển lạnh gần như tất cả các tỉnh bang. Ontario sáng hôm nay cũng lạnh. Bây giờ chỉ mới là gần cuối mùa thu. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ khoảng tầm 6 tới 8 độ. Không mưa nhưng mà trời rất là âm u. Cho nên bên trong nhà thì các anh chị vẫn có thể thấy là tôi đang mặc một cái áo đồng phục của trường, nhưng mà một cái áo loại dành cho mùa thu là nhiều, chứ mùa đông mà cái áo này chịu không nổi. Xin chào tất cả mọi người nha. Nguyễn Quốc Anh xin chào. Teo Trần là Trần Teo. Em chào thầy rồi, chào chào em Teo Trần. Nguyễn Quốc Anh, chúc thầy cả ngày vui vẻ rồi, cảm ơn em. Sáng giờ chưa có chuyện gì buồn. Nhật Minh chào thầy Hòa rồi, xin chào ạ. Lại chúc xin chào thầy. Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta có một cái thời gian để chào hỏi nhau một chút xíu, xong sau đó thì khi mọi người vào đông hơn một chút thì tôi bắt đầu các cái nội dung chính trình bày cho các anh chị rõ. Thêm Vũ, hello anh Hòa rồi, xin chào. Thêm Vũ là hỏi rất là nhiều nhưng mà không biết là đã đi tới đâu rồi. Sophia Trần, Ontario có chương trình du học hè cho chương trình lớp 10 không thầy? Thường năm là có nhưng năm nay chắc là không. Thường năm thì toàn Canada mà đặc biệt là các cái tỉnh lớn như là British Columbia và tỉnh Ontario thì có rất nhiều các cái chương trình du học ngắn hạn, gọi là du học hè, dùng để quảng bá về về du học là chính. Nhưng mà năm vừa rồi là phải hủy bỏ, tức là hồi tháng 6, tháng 7 mặc dù kế hoạch lên hết rồi cuối cùng phải hủy hết, tại vì không không có trường nào dám mở cửa và nó nằm ngay cái thời dịch bùng phát. Thì đến sang năm cũng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra, cho nên hè năm tới, tức là tháng tháng 7, tháng 8 của năm 2021, có thể là những cái đợt du học ngắn hạn đó sẽ không được thực hiện, tại vì nó chưa đến mức gọi là an toàn tuyệt đối để các cái hoạt động gọi là quảng bá về giáo dục nó diễn ra. Cho nên là nếu có trường nào mà dám nhận các cái học sinh du học hè đó 2021 thì quý vị hãy khoan nhận, khoan đăng ký cái đã, bởi vì nó có khả năng là phức tạp. Mà không có, lỡ chúng ta đóng tiền rồi thì chúng ta cũng không có thực hiện cái chuyến đi đó được, rồi lại hoàn học phí, nó rất là phiền. Xin các cái khóa học hè đó xin hoãn lại đi, hoãn lại tới năm 2022 rồi tính tiếp. Nghe nói Canada đang có COVID mới hả thầy? Không phải là mới gì nhưng mà nó là cái đợt gọi là bùng dịch lần thứ hai, nhưng mà nó nằm trong cái dự đoán, nó nằm trong cái tính toán của các cái quan chức y tế, các cái giới y tế người ta đã biết trước thế nào. Thì sau cái đợt 1, có nghĩa là đợt tháng 3, tháng 4, tháng 5
thì đến tháng 7, tháng 8 nó giảm xuống, tháng 9 bắt đầu nó tăng lên lại. Tại vì bên này thời tiết nó trở lạnh, và đây là một cái môi trường rất tốt, cái điều kiện thời tiết rất tốt để cho cái con virus corona nó lây lan. Cho nên người ta gọi nó là làn sóng thứ hai, second wave, hoặc là cái đợt bùng dịch thứ hai. Jenny Cao chào anh, rồi xin chào. Xin chào Jenny Cao. Bích Duyên xin chào thầy. Rồi xin chào Bích Duyên, Sương Nguyễn nghe nói rồi thầy trả lời rồi, như Sương Nguyễn, Thủy Đề Can, thầy ơi thầy có thông tin gì về việc về Việt Nam không ạ? Em và gia đình muốn về, không biết Việt Nam cho về chưa thầy? Hiện tại chỉ có các cái chuyến bay gọi là nhân đạo, thì ngày 23 vừa rồi có một chuyến bay từ Toronto đi về Việt Nam, và hiện tại thì các cái nhóm học sinh, sinh viên và một số người nằm trong cái diện ưu tiên được về đó là đang cách ly tại Hạ Long, đang nghỉ dưỡng tại Hạ Long. Có rất nhiều các cái bạn học sinh với lại là các anh chị em đang chụp hình khoe cái view ở ngoài cái trại cách ly rất là đẹp, và 2 tuần đó là một người phải trả 18 triệu đó. Thì tới bây giờ là nghe phong thanh rằng là tháng 11 này có một chuyến bay nhân đạo nữa, nhưng mà chưa có chắc chắn tháng 11 á. Rồi như vậy thì nếu mà trường hợp khẩn cấp quá thì liên lạc với đại sứ quán để chờ thông tin của họ, và muốn thì phải đăng ký thì mới được một cái suất để về để hồi hương. Chứ còn các cái chuyến bay thương mại thì hình như là vẫn chưa. Cho dù Canada có thì Việt Nam vẫn đang kiểm soát cái việc là cho nhập cảnh rất là nghiêm ngặt, tại vì phải có phương án cách ly, rồi cách ly ở đâu, rồi phải phải có sự can thiệp của các cái ban ngành ở bên Việt Nam, chứ không phải muốn về là về. Nguyễn Quốc Anh, thầy ơi đăng ký vé về Việt Nam từ Đại sứ quán Canada bao nhiêu ngày thì có kết quả? Diện định cư chưa có quốc tịch, mong thầy cho em thông tin, thầy cũng chịu luôn. Tại vì thấy trên các cái nhóm như là hội cha mẹ học sinh COVID-19 có đưa những cái thông tin, có đưa những cái đường dẫn để đăng ký các cái lấy cái suất từ đại sứ quán, thì thông thường đó là trước 1 tuần đại sứ quán mới thông báo rằng là những cái người nào có trong danh sách, và sau đó họ sẽ hướng dẫn là đóng tiền rồi xác nhận giữ chỗ. Thì nói chung cái các cái chuyến bay mà nhân đạo đó hoàn toàn phụ thuộc vào bên chính phủ Việt Nam và thông qua đại sứ quán Việt Nam. Nguyễn Thị Lành, em xin chào thầy Hòa, rồi xin chào Nguyễn Thị Lành. Yến Hoàng, xin chào thầy, xin chào Yến Hoàng. Trường mở cửa kỳ tháng 5 2021 chứ anh? Cái này là trường nào mới được? Trường cao đẳng hay là trường công lập? Tại vì tháng 5 là vẫn đang còn trong cái đợt hè, mới bắt đầu hè thôi, cho nên là chưa đâu, các trường chưa mở đâu. Nếu mà có mở đi chăng nữa thì là cũng online thôi. Phải tới tháng 9 2021 thì may ra nếu mọi thứ nó ổn định thì mới có cái việc là mở cửa cho đi học lại. Còn khi khi hỏi là tháng 5 năm 2021 đã mở trường học, đã mở cửa chưa, thì là trường nào và tỉnh bang nào nữa. Tại vì hiện tại đó là một số các cái tỉnh, ví dụ như là Quebec, như là British Columbia thì vẫn mở cửa cho học sinh phổ thông trung học sang học. Còn trong khi đó thì Alberta với lại là Ontario thì vẫn chưa, Nova Scotia vẫn chưa cho du học sinh ở bậc gọi là tiểu học và trung học sang nhập cảnh và đi học trực tiếp ở đây. Sau khi ra trường em có kết bạn để tư vấn du học cho bé, thầy chấp nhận Facebook với em nhé. Rồi nếu bạn nào mà có nhắn trong tin nhắn thì tôi sẽ cố gắng tôi đọc và chấp nhận. Tại vì thực tế thì cái giới hạn về số bạn nó còn không còn nhiều, nhưng mà nhiều người gửi kết bạn thì trong đó có rất nhiều người mà thực tế là cũng không có liên quan gì đến cái ngành của tôi, tại vì tôi nhìn vào thì thấy là bán hàng online rồi rồi nói chung là cái profile nó không được rõ ràng, cho nên tôi không không có accept, trừ khi
là có nhắn tin riêng để giới thiệu rằng là tôi là cái gì đó, muốn kết bạn để làm gì thì tôi mới chấp nhận. Xin các anh chị em thông cảm, nếu mà thực sự muốn kết nối để giữ liên lạc với nhau, để gọi là để hỏi thông tin về du học các thứ hay là về học tiếng Anh, tại vì tôi có cái phần dạy tiếng Anh nữa, thì các anh chị cứ nhắn thêm một cái tin nhắn nói rằng là tôi có gửi cái kết bạn, xin thầy chấp nhận cho, thì các anh chị mạnh dạn cứ nói câu đó để tôi biết. Loan Ngô, chào anh, xin chào Loan Ngô. Nhật Minh khi nào thầy có chuyến bay qua Canada dị du lịch thầy ơi? Chưa có, bây giờ thông tin về du lịch á, là chưa có, tại vì cái đối tượng mà cầm cái visa du lịch là thuộc cái nhóm không cần thiết phải vào Canada lúc này, không cần thiết, tại vì cũng không có mục đích gì để sang đây cả. Nếu như sang thăm con hay là sang thăm bà con hay đi dự đám cưới tất cả các thứ thì những cái mục đích đó người ta gọi là không có thiết yếu. Và cũng gọi là hạn chế đến mức tối đa cái việc nhập cảnh vào Canada để tránh cái tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài vào. Thì các anh chị biết là hồi tháng 3, hồi tháng 2 là Canada là bùng dịch, lý do là tại vì thả cửa nhiều quá. Tại vì những cái người mà đi từ các cái nước ví dụ như bên châu Âu hay là bên Mỹ qua mang theo cái virus corona thì lây nhiễm rất là nhanh trong thời điểm đó. Cho nên bây giờ Canada là rất cẩn trọng với cái việc gọi là cho nhập cảnh. Những cái thành phần nào mà quá thiết yếu thì người ta mới cho vào, quá cần thiết và có mục đích rõ ràng, ví dụ như đoàn tụ gia đình, gọi là dành cho những cái cha mẹ con cái, rồi những cái sinh viên mà nhất định phải vào Canada mới học tập được thì người ta mới cho vào, hay những cái công nhân mà thuộc cái diện là buộc phải vào Canada để làm việc do yêu cầu khẩn cấp của công ty thì người ta mới cho vào. Phan Thị Thanh Tâm, thầy ơi cho em xin hỏi, học lớp 11 trường công ở Toronto thì trường nào tốt và có thể xin vào học được vậy hả thầy? Ở Toronto nó có rất nhiều trường công, và các anh chị đừng có lo là trường công thì phải là trường tốt hay trường không tốt. Thực ra tất cả các cái trường ở Canada này đều được gọi là chính phủ kiểm soát, nhất là cái hệ thống trường công. Hệ thống trường công thì chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên nó cũng tùy theo những cái khu vực, ví dụ như những cái khu vực mà có cái thu nhập thấp hay là dân nhập cư mới thì dĩ nhiên cái chất lượng của trường nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn chung thì không không đến cái mức mà chúng ta phải lăn tăn suy nghĩ. Tại vì khi mà chọn cho con mình đi du học đó, là quan trọng nhất là mình biết đang gửi vào trường nào và biết được cái khu vực đó ra làm sao, rồi có ai là cái người sẽ làm giám hộ cho con mình, có ai là cái người mà mình có thể liên lạc ngay lập tức và mình có thể nắm bắt được thông tin về con của mình mới là quan trọng. Còn cái chuyện mà đi học mà trường tốt, đôi khi á, là trường rất là tốt, trường điểm luôn, nhưng mà con mình vào khoảng chừng tháng 2 tháng là bơi. Là bơi thì tôi ngắt cái chuyện này chút xíu, tôi kể là gần cái trường tôi đang 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 làm việc ở đây thì có một cái trường công gọi là Woodland. Cái trường công gọi là Woodland rất là tốt. Nó là trường thuộc cái nhóm gọi là 23 ở cái vùng Mississauga này. Rồi là nhiều nhiều con em cũng phải vượt tuyến, tức là người ta tìm đến để gửi cho cái trường này. Đấy, nhưng mà liên tục 2 năm vừa rồi, tôi chưa có thông tin xác thực, nhưng mà có một cái anh bạn của tôi, ảnh nói trường này rất là nổi tiếng. Và nổi tiếng thêm một cái nữa, có nghĩa là 2 năm liên tục, một năm thì có một em gọi là tự tử. Tự tử vì lý do là không học theo kịp. Và hai em này hỏi thực tế ra là người Việt Nam hay là người nước nào, thì ảnh nói là người Trung Quốc. Vì chính vì chọn cho con mình vào những cái trường điểm ở Canada, trong khi đó thì ở nước sở tại, tức là Việt Nam hay là Trung Quốc, học toàn bằng tiếng Trung Quốc, học toàn bằng tiếng Việt Nam, thầy Việt Nam dạy từ xưa tới giờ, và tất cả các chương trình đều là tiếng Trung Quốc hoặc là đều là tiếng Việt Nam. Thì khi cố gắng gửi con em mình vào những cái trường điểm như vậy theo không kịp, rồi là bị lạc lõng, rồi bị phân biệt thì lát nữa tôi sẽ nói một cái phần thực tế về cái việc là du học của các con em ở cái bậc phổ thông trung học, những cái mảng tối của nó mà các anh chị có thể là giật mình khi nghe tới.
Cho nên á, là cứ chọn một cái trường tương đối thôi, không cần thiết phải ghê gớm lắm. Tại vì một cái trường như vậy có đến mấy trăm học sinh theo học thì không có lý do gì mà mình phải chọn trường quá tốt hay như thế nào, không cần thiết. Ở Canada thực tế là chạy trường nó không có phức tạp như ở Việt Nam. Đó. Cho nên là cứ yên tâm đi, chọn một cái trường nào đó mà có người quen, quen thì không cần nhất thiết phải thân lắm đâu, nhưng mà mình tin tưởng được để mình gửi gắm, rồi mình chọn cái trường đó cho con em nó học là được. Và đôi khi ấy, là trường tốt thì chưa chắc người ta đã nhận con mình vào đâu, chưa chắc. Và con mình có vào thì cũng học không nổi rồi lại đi ra trường tư cho mà xem. Cái này là thực tế nha. Nói thì sự thật thì mất lòng, nhưng mà các anh chị có thể đôi khi không nắm rõ được cái thực tế ở Canada như thế nào. Tuân Trần chào thầy Hòa. Loan Ngô hỏi tiếp, còn chuyến bay qua Canada từ Việt Nam thì có mở lại chưa? Cái này thì tôi vẫn chưa thấy, không phải là chưa thấy mà là có ít những cái chuyến bay đi sang, từ Việt Nam đi sang Canada. Tuy nhiên nó có một cái yếu tố, có nghĩa là khi muốn nhập cảnh vào Canada cho dù có chuyến bay, nhưng mà mình có thuộc cái nhóm đối tượng là được nhập cảnh hay không mới là quan trọng. Cũng như là có chuyến bay từ Canada về Việt Nam, nhưng là mình có được cho nhập cảnh vào Việt Nam hay không mới là quan trọng. Cho nên là phải hỏi kỹ các cái hãng bay và những cái người mà bán vé đó. Bán vé thì cũng lựa chọn những cái người mà có uy tín, chứ đừng có bán khống rồi sau này hoang phí rồi mất tiền, rất là mất công. Cho nên nếu như thật sự đó là không có cái gì cần thiết lắm thì chúng ta hoãn hết tất cả những cái chuyến bay đó. Nếu thật sự không có cái mục đích gọi là tối cần thiết, như là đoàn tụ vợ chồng hay như thế nào đó, hay là buộc phải quay trở lại Canada để làm thủ tục hoàn tất, để lấy thẻ xanh vân vân. Chứ còn lại thì chúng ta không nên, chúng ta hoãn lại tất cả những cái chuyến đi không cần thiết để tránh rủi ro cho mình và tránh cái việc lây lan cho cộng đồng ở Canada nữa. Không ai biết được cái chuyện gì xảy ra. Em boss cũng hỏi câu tương tự như vậy. Dạng lao động thì em phải hỏi công ty xem thử là công ty có cần thiết em vào lao động tại thời điểm hiện tại hay không, và nếu vào đó thì em phải cần thêm cái giấy gì của bộ di trú, của hải quan bên Canada và của Việt Nam để hỗ trợ cho cái việc là em được nhập cảnh vào Canada. Kế hoạch cách ly ra làm sao? Thanh Thủy nhờ thầy tư vấn trung tâm nào uy tín để du học năm 2021. Một câu hỏi rất là chung chung. Nhưng mà ở Việt Nam thì có tới, tôi phải nói rằng có tới hàng ngàn cái các cái công ty tư vấn du học, hàng ngàn cái. Và tôi chưa có giới thiệu công ty nào một cách công khai ở đây cả. Thế nhưng mà tôi chỉ nói với các anh chị một cái điều như thế này: không có bất kỳ một công ty nào gọi là uy tín nhất, không có. Chỉ có những cá nhân uy tín. Ví dụ một công ty A có 100 nhân viên thì chỉ có một vài hay là một số những cái nhân viên trong đó thực sự có kinh nghiệm và thực sự là có uy tín. Tại vì giống như trong một cái công ty, phải không ạ? Thì thường thường nếu mà sếp tốt, sếp mà có uy tín thì nhân viên cũng được đào tạo bài bản, và họ cũng học được kinh nghiệm của sếp, học được theo cái tư cách của sếp thì nói chuyện đó là chuyện khác. Thế tuy nhiên mà liên quan tới việc xử lý hồ sơ thì nếu thực sự sếp xử lý trực tiếp thì là chuyện khác. Còn nhân viên mà tay ngang xử lý thì hồ sơ mình vẫn có thể bị trục trặc. Cho nên tôi nói rằng là không có bất kỳ một công ty nào gọi là uy tín nhất để chúng ta gửi gắm, mà chúng ta phải biết được là cá nhân nào đang xử lý hồ sơ cho mình. Nếu tìm được cái cá nhân xử lý hồ sơ thì chúng ta mới hoàn toàn yên tâm. Tại vì họ có trách nhiệm chính cái với công ty của họ và với cá nhân của họ, cho nên là cố gắng tìm cho được cái người như vậy. Còn nếu mà giới thiệu chung trên thế này thì hàng ngàn công ty, tôi không biết giới thiệu công ty nào. Giới thiệu công ty A thì là đụng tới công ty B, nó lại vi phạm cái nội quy về cấm quảng cáo trên cái nhóm mà do tự tôi đặt ra. Cho nên có những cái vấn đề mà các anh chị cần phải hỏi riêng để nó tránh được cái sự mâu thuẫn không đáng có. Thì thực tế tôi vẫn biết có một số anh chị rất uy tín, nhưng mà tôi không thể giới thiệu các anh chị đó ngay tại những cái chương trình mà nó mang tính chất là dành chung hết cho tất cả mọi người như thế này cả. Mặc dù cái nhóm là do tự tôi tạo ra, cái nhóm là do tôi tạo ra, nội quy là do tôi đặt ra, nhưng mà tôi đặt ra thì tôi phải tuân thủ theo. Thì các anh chị có thể thông cảm về việc đó.
Bích Duyên, em có ca đang học lớp 11, bên đó giờ em con em đang ở một mình, em có thể qua với con được không? Hình như là không, tại vì em vẫn chỉ là cái người cầm cái visa du lịch mà thôi, cho nên visa du lịch thì chưa được phép vào, chưa được phép vào lúc này. Cẩn thận. Chào chị Thủy, chào chị Thủy, chị vào hơi trễ một chút nhưng mà không sao. Nếu muốn du học từ lớp 10 thì có bắt buộc có bằng cấp ngoại ngữ gì không? Thực tế là không cần. Cái nếu mà du học bậc phổ thông trung học thì nếu có cái bằng IELTS hay là bất kỳ một cái bằng cấp nào liên quan tới tiếng Anh thì càng tốt, nó chứng minh cho cái việc là đi học nó chính đáng và có năng lực về ngoại ngữ. Thế nhưng cái điều kiện là không bắt buộc, không bắt buộc phải có cái bằng IELTS như là các cái chương trình gọi là SDS học ở cao đẳng đại học thì bắt buộc phải có tiếng, bắt buộc phải có tiếng Anh. Thế nhưng mà trung học là không cần, tại vì trong các cái trường trung học người ta có dạy cái phần gọi là ESL, tiếng Anh cho học sinh. Henry Nguyễn, anh có trung tâm nào làm Work Permit Canada uy tín không anh Hòa? Lại một câu hỏi như trên anh không trả lời ở đây, tại vì nếu mà giới thiệu xong rồi thì các công ty khác người ta lại quấy nhiễu nhau, và không có đảm bảo cái tính công bằng. Cho nên thêm một lần nữa, có những cái câu, có những cái mà nó có thể là vi phạm nội quy ở trên cái nhóm thì các anh chị cứ nhắn cho tôi hoặc là gọi điện cho tôi. Còn một số các anh chị ví dụ như dò hỏi chẳng hạn đó, dò hỏi để mà xem thử ông này ông hay giới thiệu khách cho công ty nào thì các anh chị cứ việc nhắn, không sao cả, không sao cả, nhắn để mà biết được rằng là các cái công ty đó nó uy tín, vì sao mà tôi giới thiệu cho cái công ty như thế nào. Như vậy á, thì em có thể gửi tin nhắn cho anh riêng hoặc là xin anh cái số điện thoại và gọi trực tiếp cho anh. Và thậm chí nếu thật sự trước khi anh giới thiệu cho bất kỳ một cái công ty nào thì anh phải là cái người biết được em thuộc cái nhóm đối tượng gì, em muốn hỏi về nội dung gì thì anh mới giới thiệu, tại vì không phải tất cả các công ty đều có thể làm được tất cả các loại hình visa hay là tất cả các cái loại hồ sơ. Tại vì một công ty người ta có một cái thế mạnh riêng. Ví dụ công ty A người ta rất mạnh về du học, mà du học là du học Canada. Có công ty người ta có rất nhiều kinh nghiệm về du học, nhưng du học là New Zealand, vân vân. Chi Phạm, con trai đi du học bắt đầu từ lớp 10 thì cha mẹ có phải chứng minh tài chánh không? Bắt buộc phải chứng minh, bắt buộc phải chứng minh tài chánh, tại vì cứ dưới dưới cao đẳng thì không có cái chương trình gọi là visa mà không chứng minh tài chánh. Phải chứng minh tài chánh thì visa nó có hai loại. Thông thường đó là để mình nộp cái study permit, nó có hai loại, một là cái regular tức là thường, có nghĩa là phải chứng minh tài chánh, chứng minh đầy đủ số tiền, và cái thứ hai người ta gọi là SDS, áp dụng cho một số các cái nước đang nằm trong cái nhóm gọi là thí điểm, trong đó có Việt Nam, thì chỉ cần là đóng học phí một năm đầu tiên ở các trường cao đẳng hoặc đại học có thư nhập học đàng hoàng, rồi sau đó thì mua một cái chứng thư bảo đảm về tài chánh của một ngân hàng ở Canada, rồi nộp tất cả các hồ sơ còn lại như là giấy tờ giấy khai sinh rồi học bạ vân vân các thứ để chúng ta xin cái study permit, thì người ta không xét về cái yếu tố gọi là chứng minh tài chánh. Không phải là không xét nhưng mà người ta gọi là du di, nếu cần thì người ta mới xét, còn thông thường người ta gọi cái diện đó là gọi là không chứng minh tài chánh theo cái ngôn ngữ thông thường chúng ta hay sử dụng. Trân Huỳnh, chương trình CEC có xét yếu tố doanh nghiệp hoạt động thế nào không? CEC là cái Canadian Experience Class, cái yếu tố công ty thì không, cái này là cái công việc thôi, chứ cái này là thuộc cái nhóm Extract Entry rồi, cho nên là chỉ cần một năm kinh nghiệm hoặc là 2 năm kinh nghiệm, nói chung là kinh nghiệm Canada và ở một cái vị trí là giống như có một cái title và có thuộc cái nhóm ngành nghề gọi là cái NOC hẳn hoi thì sẽ được xét, chứ không có bắt buộc phải công ty đó hoạt động như thế nào. Nó khác với các chương trình của tỉnh bang. Hồi nãy giờ tự nhiên không là mọi người hỏi nhiều quá cho nên là tôi lại không có trình bày được các cái vấn đề mà tôi đưa ra. Thêm Vũ thì em hỏi rất là nhiều nhưng mà cuối cùng em chưa có chốt được cái vấn đề gì hết. Em nộp hồ sơ vào trường George Brown ở Toronto cho con em học cao đẳng. Trường này mở kỳ tháng 5 không anh, hay chỉ kỳ có tháng 1, kỳ tháng 9 vân vân. Cái này em chỉ hỏi trường là chắc ăn nhất.
Tại vì thông thường đó là một năm như vậy có đến 2 hoặc là 3 kỳ nhập học. À, kỳ phổ biến nhất là tháng 9 với tháng 1, có một số kỳ là có một số ngành học là tháng 5. À, tuy nhiên là em phải hỏi kỹ về cái trường Shop Round, chứ anh đâu có làm cho trường Shop Round anh biết, đúng không? Anh không có làm trường đó cho nên anh không biết. Với lại là em phải hỏi trực tiếp cái công ty mà đang nộp hồ sơ đó cho mình, tại vì công ty đã nhận hồ sơ có nghĩa là người ta phải chịu trách nhiệm. À, cung cấp đầy đủ các cái thông tin về trường học, về khoa học cho con em. À, chứ anh đâu phải làm trực tiếp cái hồ sơ của cháu đâu mà biết, anh không làm. À, nhưng mà em hỏi rất là nhiều, hỏi từ cả nửa năm nay luôn rồi, nhưng mà nói chung là mình cứ chốt vào, à, mình cứ chốt vào theo đúng cái thông tin mà trường đưa ra, đúng với cái những cái cam kết mà công ty đang thụ lý cái hồ sơ của em, à, đang hỗ trợ hồ sơ của con em đó, thì phải hỏi hỏi họ, họ chính là người nhận cái phí, à, họ chính là người nhận phí và họ chính là người chịu trách nhiệm với cung cấp thông tin cho bên chỗ khách hàng là con em. Eric Lữ, chào thầy, cho em hỏi, em đang học lớp 11 ở Việt Nam, em muốn du học ở Canada, lúc nào là hợp lý nhất? Em đang học lớp 11 ở Việt Nam, em muốn đi du học ở Canada, lúc nào là hợp lý nhất? Bây giờ em là lớp 11 ha, em chưa có tiền. Cho nên cái này em phải hỏi bố mẹ em, là bố mẹ em có cho tiền em đi học hay không. Nếu bố mẹ em có thật nhiều tiền và chứng minh được cái số tiền đó và em muốn đi học lớp 11 thì em cứ đi học bậc phổ thông trung học. Còn không, bố mẹ em nói rằng là bố mẹ nghèo quá không có tiền, à, thì thôi em xin hoãn kế hoạch đi. Tại vì em là mới lớp 11, có nghĩa là mới có 17 tuổi thôi. Cho nên cái việc đi du học không phải là do em quyết định hoàn toàn. À, tại vì có em có muốn quyết định nhưng mà tiền bố mẹ em cho nên là bố mẹ em không cho thì em chịu. Rồi cái thứ hai nữa, nếu bố mẹ là có đủ tiền và em có một cái năng lực về tiếng Anh và có ý chí muốn đi du học, muốn tạo lập sự nghiệp, muốn học hành đàng hoàng, thì có thể học hết lớp 12 cho đàng hoàng ở Việt Nam xong rồi em đi du học theo cái bậc cao đẳng. Nhớ học tiếng Anh cho thật giỏi vào, nhớ phải tìm kiếm thông tin cho nó chắc ăn, rồi nhớ phải luyện tập cái tính tự lập, à, cho nó tốt trước khi đi du học thì lúc đó được. Nói chung là tùy vào cái hoàn cảnh của em như thế nào. Và nhắc lại là tại vì em còn trẻ, mới lớp 11 thôi, mới có 17 tuổi à, cho nên cái tài chánh nó rất là quan trọng, mà tài chánh là phụ thuộc vào bố mẹ của em, à, trừ phi là em là con của tỷ phú, à, nhưng mà con của tỷ phú thì lãnh sự Canada người ta cũng không tin đâu, tại vì em chưa kiếm được cái số tiền đó. Em đang ở tuổi gọi là cần được giám hộ mà. Dương Huỳnh Ngọc Sương, à, con tôi tốt nghiệp hệ diploma ngành thiết kế đồ họa cao đẳng Fanshawe đã 6 tháng nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Ontario có ưu tiên cho Canadian mà hạn chế sinh viên quốc tế không anh? Có hoặc không, có hoặc không. Thực tế đó, nếu như cháu nó có kinh nghiệm nhiều về cái ngành gọi là graphic design và nó tìm được một cái công ty mà phù hợp và nó có nhiều cái mối quan hệ với các cái doanh nghiệp hay là với những cái người mà có cái mối quan hệ với các doanh nghiệp đó, thì vẫn có thể tìm được việc làm. Tại vì nếu mà nói rằng ưu tiên cho dân Canadian không á thì nó cũng có. Tại vì sao? Tại vì họ là đẻ ra ở đây, họ đẻ ra ở đây, họ nói tiếng Anh tốt hơn những cái người đến từ các cái nước khác như là sinh viên du học sang Canada đó. Với lại là văn hóa họ cũng gần hơn, cho nên họ sẽ có một cái ưu tiên, có một cái ưu tiên nhất định, và cái đó không phạm pháp, cái đó không có vi phạm luật lao động gì cả. Thế nhưng mà cái đó là chủ doanh nghiệp người ta có quyền. Đó. Tuy nhiên nếu như mà thật sự một cái người đi làm, cho dù là du học sinh học ra trường cầm một cái giấy phép đi làm 3 năm mà công ty cảm thấy được là tuyển dụng người này vào sẽ có lợi cho họ, hay là cái cá nhân này rất là giỏi, có thể làm được việc, thì người ta vẫn mướn như bình thường. Đó. Cho nên là với những cái du học sinh quốc tế đó, là mình cần phải biết được cái thế mạnh của mình như thế nào. À, mình có thể xin vào những cái công ty nhỏ hơn một chút hay là công ty tầm trung, à, rồi mình phải chứng minh được cái năng lực
tiếng Anh của mình nó phải vượt trội, chứng minh vì sao mà người ta không chấp nhận cái người bản xứ mà người ta phải mướn mình, thì cái đó là bản thân mình biết rõ nhất, cái người cầm cái bằng đó biết rõ nhất. Cho nên á, là hàng trăm những cái em cùng học một cái ngành gọi là graphic design, thiết kế đồ họa, nhưng khoảng tầm 10 20 em có việc ngay lập tức hay là có việc trong vòng 6 tháng, rồi những em còn lại đi làm linh ta linh tinh để kiếm kinh nghiệm rồi thiết lập mối quan hệ, sau đó cả năm trời thì mới tìm được việc làm, cả năm trời thì mới tìm được việc làm. Chuyện này là chuyện dễ hiểu thôi, chứ thực ra là nói ưu tiên thì dĩ nhiên rồi, người ta có điều kiện thuận lợi hơn mình rất là nhiều. Thì tôi có một cái phần trình bày về cái việc làm ấy, nhưng mà mọi người hỏi nhiều quá rồi xoay riết, tôi không có quay trở lại được với cái câu hỏi chính, cái phần nội dung chính của mình, cho nên là tôi sẽ dừng khoảng cỡ sau khi trả lời hai câu hỏi này. Nếu chứng minh tài chánh thì có thể chứng minh bằng tài sản, tiền mặt, công việc, trung bình học phí lớp 10 khoảng tầm bao nhiêu? Cái này tôi có trả lời trong những cái livestream lần trước, nhưng mà tại vì chị có thể vào trễ cho nên chị chưa coi. Thế nhưng mà nói chung khi chứng minh tài chánh là chứng minh tất tần tật, tất tần tật các thứ nào mà tạo ra cái nguồn tiền cho mình. Nhà có chiếc xe, nó không tạo ra tiền nhưng mà đem chiếc xe đó cho thuê thì đó là một nguồn thu nhập. Một cái nhà, mình có hai cái nhà, thay vì mình ở chồng một cái vợ một cái, thì bây giờ mình xác định là mình ở chung với nhau, mình ở chung có giận hờn gì cũng ở chung với nhau, còn chừa lại một cái căn để mình cho thuê, thì cái căn đó cho thuê ví dụ một tháng 50 triệu thì cái đó gọi là nguồn thu nhập. Rồi vợ đi làm, thay vì làm thực tế là ký hợp đồng là 20 triệu, nhưng mà cứ gọi là xin khai thấp xuống chẳng hạn 10 triệu thôi, thì coi như mình mất cái nguồn thu là 10 triệu. Cho nên là không giới hạn bất kỳ một loại giấy tờ nào, miễn là chứng minh cái tiền đó là tiền có thật và cái nguồn thu nhập đó là có thật từ tất cả các nguồn, ví dụ mình đầu tư chỗ này, đầu tư chỗ kia, mình chơi chứng khoán vân vân, đều là tiền của mình cả, thì càng nhiều càng tốt và không giới hạn. Và trung bình một năm mấy học sinh lớp 10 ở Canada ăn uống chi tiêu tất cả các thứ, nếu mà tỉnh nhỏ tỉnh lẻ thì khoảng cỡ 400 triệu một năm, nhưng mà tỉnh lớn như là British Columbia hay là New Ontario thì một năm cứ chừa khoảng cỡ 500 rưỡi tới 600 triệu. Là tất cả các thứ học phí rồi ăn uống sinh hoạt vân vân. Còn những cái trường mà quá đặc biệt, nếu mà học các cái trường tư thục mà nổi tiếng, trường mà dạy luyện gà đó để con mình vào đại học Harvard này nọ đó, thì học phí nó cao ngất ngưỡng, nó có thể là một năm tới 1,5 tỷ 2 tỷ, đó là chuyện rất bình thường. Tại vì ở Canada nó có một số trường gọi là dành cho gọi là dân gà nòi á đi học, để mà ra vào những cái đại học lớn, vào những cái đại học y, rồi vào đại học Harvard, rồi khối Ivy ở bên Mỹ vân vân. Thế nhưng mà ở Việt Nam nếu mà có đủ tiền thì cũng không có đủ năng lực để xin vào những cái trường này, tại vì người ta xét học lực, mà có những em học rất giỏi thì lại không đủ tiền vào học những cái trường này. Cho nên tôi lấy cái mức chung là một năm như vậy, nếu học sinh lớp 10, lớp 11, nói chung là phổ thông trung học ở các cái tỉnh nhỏ thì có thể tốn khoảng cỡ 400 triệu. Các cái tỉnh lớn hơn thì có tới 500 rưỡi tới 600 triệu, đó là cái giá trung bình một năm mình phải bỏ ra. Xin chào Vũ Hằng. Thầy ơi, Alberta thay đổi chính sách phải không? Có. Nhưng con đi theo diện là đi học college 2 năm thì không biết ảnh hưởng gì nhiều không? Con học ngành Early Childhood Education ở Calgary. Thầy cho con biết thêm về triển vọng trong tình hình dịch này để con có hướng chuẩn bị tốt nhất cho bản thân. Nói tóm lại là con đã chọn cái ngành rồi mà Early Childhood Education là không chỉ Alberta mà nhiều tỉnh người ta vẫn cần đó. Với lại là cho dù chính sách nó có thay đổi nhiều đi chăng nữa thì cái đối tượng du học sinh vẫn là đối tượng được ưu tiên đó. Thì hồi nãy tôi có bình luận trên một cái bài viết của em Huy đó, là mới cập nhật về cái sự thay đổi mới hôm qua thôi đó, mới thay đổi. Thì người ta hạn chế rất nhiều cái ngành nghề, nhưng mà thật ra hạn chế cho những cái gọi là công nhân nước ngoài thôi, tức là cái dạng đi lao động đó. Nhưng mà trước đây chúng ta hay nghe những cái lao động từ nước ngoài vào thì bây giờ người ta hạn chế rất là nhiều. Người ta đưa ra cái danh sách. Vì sao vậy? Vì trong cái đợt dịch này nó khiến cho cái tỷ lệ thất nghiệp tăng rất là cao, mà Alberta là một trong những cái tỉnh gọi là có tỷ lệ thất nghiệp cao.
À, tỉnh Alberta là tỉnh dầu mỏ mà. À, thì bây giờ dầu mỏ thì cũng không có được như là nhiều năm trước. Và cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì dân nó mất việc rất là nhiều. Dĩ nhiên người ta phải ưu tiên cho dân ở trong nước trước, cho dân gọi là bản xứ trước, dân mà có quốc tịch, có PR rồi mới tới đó là du học sinh quốc tế. Thì nếu mà du học sinh quốc tế học ở tại địa phương ra thì nó có một cái diện gọi là tự thành lập doanh nghiệp, hay là mua lại doanh nghiệp, hay là góp vốn thành lập doanh nghiệp nếu mà ở tỉnh Alberta nếu có tiền nha. Rồi có nhiều cái chính sách khác dành cho cái international student mà học ở tại tỉnh nhà, cho nên yên tâm đi, không sao đâu, cứ tập trung vào học cho tốt, tiếng Anh cho thật giỏi. Mà nếu cái ngành early childhood education mà con thích ngành này thì cho dù con học ở Alberta xong rồi con đi tỉnh khác con làm việc vẫn được, với điều kiện con có năng lực, con có đam mê, còn có mong muốn làm cái ngành nghề này. Cho nên tháng 1 mới nhập học, đừng có phải phải thay đổi ý định gì cho nó mệt, cứ ráng mà học cho giỏi. À, tại vì cái công việc luôn luôn có, nhưng mà nó sẽ dành cho những người có năng lực, có đam mê, có khát khao, và có mong muốn tìm việc làm. Còn còn các đối tượng khác nếu mà thiếu đi những cái yếu tố nêu trên thì chắc chắn là cái tính cạnh tranh nó bị mất. Rồi bây giờ tôi Hana Lưu, tuổi học có limit tới bao nhiêu tuổi không? Theo em biết là không có. Theo em biết là không có. Cho dù những cái người ví dụ như là 40, 45 tuổi vẫn có đi học được, tại vì trong trong cái các cái quy định về tuổi tác hình như không thấy có một cái quy định nào hạn chế cái độ tuổi đi học. Tuy nhiên cái độ tuổi mà càng lớn đó thì nếu mà du học để tìm đường định cư thì nó bị rất nhiều cái hạn chế, tại vì tuổi lớn đó, thì chắc chắn sau này khi học xong đi chăng nữa thì vẫn không thể xin vào được cái diện gọi là Express Entry, tức là xin định cư mà theo cái dạng là tính điểm của liên bang, tại vì tuổi bị trừ rất là nhiều. Cứ sau 29 tuổi là một năm bị trừ 5 điểm, rất là nhiều điểm. Ví dụ như em chẳng hạn thì cái Express Entry cho dù em có học cao tới cỡ nào, IELTS có cao cỡ nào đi chăng nữa thì cái điểm mà cộng lại tại thời điểm hiện tại sau hơn một năm đi làm ở đây có bằng cao học rồi, có tiếng Anh gọi là IELTS 8777 đi chăng nữa thì điểm của em nó khoảng cỡ 430, mà hiện giờ người ta lấy là 471, 472, cái có nghĩa là cái cửa đó nó hẹp đi, nó hẹp đi. Cho nên là với những cái anh chị nào mà mong muốn đi học mà cái tuổi mình nó lớn đó, ví dụ như 35, 40 đó, thì chúng ta nên nghĩ đến gọi là một là thôi nhường lại cái cơ hội đó cho con của mình, tại vì con của anh chị cũng lớn rồi, cũng phải là 18, 19, 20 tuổi rồi. Chỉ có tôi lấy vợ trễ cho nên là con tôi còn nhỏ thôi, chứ các anh chị mà bây giờ 40 tuổi là thường thường là con 18, 19 tuổi hết rồi. Và nếu có đi du học đi chăng nữa thì tìm đến những cái tỉnh mà nó có cái chương trình định cư theo đề cử của tỉnh thì nó không xét về yếu tố tuổi đó, thì mới 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 may ra có cơ hội nhiều. Chứ còn trường học thì người ta không có giới hạn về độ tuổi, cứ đủ điều kiện, đủ tiếng Anh với lại là có bằng cấp trước đó theo đúng cái quy định thì người ta nhận vào thôi. Tại vì cái đi học là đóng tiền mà, đi học tự túc là đóng tiền rất là nhiều cho chính phủ Canada. Và khi mà duyệt cái visa du học thì người ta không đồng nghĩa với việc là người ta tạo cho mình cái cơ hội định cư, người ta không nói câu đó. Cho nên chỉ có là mình học xong theo chính sách mình được ở lại, và trong cái thời gian mình ở lại làm việc đó phải kiếm cho mình một cái chương trình định cư rõ ràng. Em có văn phòng ở Hà Nội không? Em không có văn phòng rồi gì hết đó chị Hà, em không có. Nhưng mà nếu chị cần á thì em có thể giới thiệu được những cái công ty mà uy tín, những công ty mà em biết em đã từng hoặc là gặp họ và từng có nhiều cái ca xử lý hồ sơ thành công đó. Chứ còn em không có văn phòng, em cũng không làm về du học luôn, em chỉ là cung cấp thông tin và nếu khi cần thì em giới thiệu cho các công ty khác thôi, chứ em không có văn phòng ở Việt Nam chuyên về du học hay là định cư em không làm. Em chỉ có trung tâm ngoại ngữ thôi, nhưng mà nói chung là cái mảng du học rồi em không có thích, em chỉ thích tư vấn chung chung rồi em giới thiệu và em kiểm soát được cái việc gọi là hành nghề của các công ty mà em hay giới thiệu khách tới. Cho em hỏi chị em,
Sinh năm 88, tốt nghiệp đại học ngành kế toán, GPA 7.6 trên 10. Bây giờ muốn học sao Early Childhood có khả năng đậu cao không? Nói chung là sinh năm 88, bây giờ là 30 mấy tuổi. Ba mươi mấy tuổi rồi. Học kế toán mà bây giờ chuyển sang học Early Childhood Education thì cái việc gọi là đậu hay không nó không không ai trả lời được cả. Tuy nhiên nếu mà em chuẩn bị một cái bộ hồ sơ chỉnh chu và em có một cái thư giải trình một cách rõ ràng là vì sao học kế toán và sau khi ra trường làm cái chục năm nay rồi là chuyển sang học cái Early Childhood Education có một lý do nào đó đặc biệt hay không, phải giải trình làm sao cho cái người duyệt visa họ hiểu. Tại vì cái việc mà họ biết được cái lý do mình đi học, cho dù họ biết rằng đó chính là cái thao tác gọi là giả thôi đi chăng nữa, tại vì anh đi học thì phải có lý do chính đáng. Chứ còn đa số người ta khi duyệt hồ sơ người ta biết rằng tất cả, không phải tất cả mà hầu hết những cái du học sinh từ Việt Nam đi du học sang Canada là có ý định ở lại Canada làm việc. Và cái việc gọi là Canada tạo điều kiện cho các du học sinh quốc tế học tại đất nước của mình ra có việc làm để xin được định cư là chuyện nằm trong chính sách. Đó. Nhưng mà trước khi người ta duyệt hồ sơ, người ta phải biết được rõ là mục đích nó có chính đáng hay không, anh giải trình như vậy nó có logic hay không. Đó. Phải có lý thì người ta mới chấp nhận. Còn ngay từ đầu mà người ta thấy nó cái mục đích đi học nó không ổn, ví dụ như là không có cái gì để mà phải chuyển nghề sang cái Early Childhood Education từ một cái anh kế toán cả, thì người ta không bị thuyết phục. Mà không bị thuyết phục thì người ta không duyệt hồ sơ. Vậy thôi. Cho em hỏi tình hình dịch bên này có ổn định chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Năm sau em qua thì có gặp rắc rối gì không? Cái này em phải đợi thêm thông tin thôi. Tại vì tình hình dịch thì nó vẫn chưa được kiểm soát, chưa có vaccine. Các cái tỉnh lớn như là Quebec, Ontario thì cái số ca người ta xét nghiệm dương tính nó vẫn tăng đều. Nó tăng đều. Người ta xét nghiệm nhiều nhưng mà cứ xét nghiệm là nó ra, xét nghiệm là nó ra dương tính rất là nhiều. Cho nên mọi thứ em phải chờ các cái thông báo khác của các cái ban ngành bên chỗ y tế. Đó, thông thường là các chính trị gia người ta cũng phụ thuộc vào các cái thông báo của bên y tế. Tại vì liên quan tới dịch bệnh là ban ngành y tế người ta nắm rõ nhất. Rồi bây giờ tôi sang cái phần chính của tôi. Tại vì hồi nãy giờ tôi đi chào hỏi một vòng cái xong rồi các anh chị lái tôi đi sang những cái việc khác hết trơn. Trả lời nhiều quá cho nên là mất luôn cả cái phần chính cần trình bày. Thì hôm nay tôi dự định trình bày á, là cái việc du học sinh ăn ở ra làm sao khi sang Canada đó. Tại vì rất nhiều các anh chị em đang theo dõi cái chương trình này là phụ huynh, có con em đang đi du học ở Canada và nhiều người cũng đang rất là băn khoăn không biết con mình là khi nào thì được vào Canada. Rồi một số anh chị em thì có con đang ở tại Canada thì không biết nó có an toàn hay không, vân vân, cuộc sống của nó ra làm sao, nó có giống như là mình tưởng tượng hay không. Thì tôi sẽ trình bày cái việc đó. Rồi sau đó tôi nói về cái quá trình đi tìm việc làm đối với du học sinh Việt Nam nói chung khi học xong ở Canada nó như thế nào. Thế nhưng mà trước đó thì tôi xin nhắc lại một số các cái nội quy ở của cái nhóm đó. Tại vì rất nhiều các anh chị thả mấy cái quảng cáo rồi livestream, các anh chị cứ đi share tùm lum tà la về về các cái vấn đề không liên quan tới cái chương trình chính của nhóm, cái nội dung chính của nhóm. Cho nên thông thường các cái phần mà muốn đăng đó, đăng quảng cáo dịch vụ rồi đủ thứ hết trơn, tự quảng cáo bản thân này nọ, nó không có dính dáng gì tới cái sứ mệnh của nhóm, cho nên là tôi phải phải xóa nó đi rất là nhiều. Tại vì các anh chị biết sao, cái nhóm nếu mà tôi thả cái mục quảng cáo lên á thì công ty này quảng cáo về du học thì hàng ngàn công ty mà, cho nên người ta ai cũng muốn quảng cáo hết. Và khi quảng cáo như vậy thì nó tạo ra một cái sự gọi là không có công bằng và một cái tình hình rất là bát nháo. Công ty nào cũng khen mình có uy tín, không có công ty nào thừa nhận mình không có uy tín cả.
không có. Tại vì nếu mà thừa nhận mình làm tệ thì sao có khách được. Rồi các cái dịch vụ cho thuê nhà, mướn nhà thì có những cái trang riêng rồi. Tại vì cái nhóm này là nhóm chung chung, và tôi trả lời về các cái vấn đề chia sẻ là chính, chia sẻ thông tin về du học, về định cư, về cuộc sống, vân vân, chứ không phải là dùng để quảng cáo. Các anh chị đừng có quảng cáo đây này, tại vì nếu mà có muốn quảng cáo thì cũng sẽ không được đăng đâu, trừ khi là tôi buồn ngủ quá tôi quên tôi nhấn vào cái nút gọi là đồng ý thôi. Rồi nhưng mà sáng mai tôi vẫn phải xóa. Rồi có nhiều anh chị là cứ đăng lên, cố tình đăng lên một cái câu hỏi vu vơ, giống như là học trường này tốt hay không, trường kia tốt hay không, thì đôi khi cho đăng cái bắt đầu các anh chị lên đổi nội dung là quảng cáo thuốc trị nám đó, thuốc trị nám, thuốc trị gọi là vô sinh, vân vân, đủ thứ hết trơn các anh chị lạm dụng đó, thì cái đó chắc chắn là không có xuất hiện trên nhóm rồi. Rồi một số các cái comment, tức là một số các cái bình luận á, nó không được văn minh cho lắm, có nghĩa là dùng trong đó những cái lời lẽ mang tính chất là sỉ nhục người khác, mang tính chất là công kích cá nhân, rồi đụng chạm tới tôn giáo và chính trị, thì thông thường là tôi không cho xuất hiện trên nhóm này. Tại vì tôi xác định ngay từ đầu là nhóm này không dành cho những cái nội dung như vậy, nó không có tốt tới ai cả đó. Cho nên đừng có cố tình mà lên rồi cãi nhau này nọ, rồi chỉ trích. Cho nên các anh chị thấy không, tức là kể luôn cả cái việc mà quyên góp lũ lụt này nọ, các nhóm khác thì cho đăng y xèo hết trơn, và cuối cùng là người thì kêu là bị lừa, người kêu là vì sao lại lại không có tổ chức đứng ra để mà quyên góp, mà phải cá nhân cứ lên hô hào rồi chuyển tiền tùm lum. Thế tôi không có chấp nhận cái trường hợp như vậy, tôi không có muốn. Cái nào thì ra cái đó. Cái thứ hai đó là nhiều anh chị cứ lên hỏi rằng là dịch vụ, rồi các anh chị cứ hỏi thông tin chung chung, nhưng mà tôi xác định ngay từ đầu là gì, là cái trang này là một cái diễn đàn mà mọi người chia sẻ các cái thông tin cho những cái thành viên khác biết, hay là những thành viên khác muốn hỏi thêm thông tin thì có thể liên hệ trên này, để người này biết một chút, người kia biết một chút, nhưng mà khuyến khích là các anh chị phải cung cấp các cái nguồn dẫn nó chính xác. Tuy nhiên khi đến một cái giai đoạn mà các anh chị cần các cái dịch vụ chuyên nghiệp, có gọi là kinh nghiệm, có uy tín, thì tôi lại không khuyến khích rằng là cứ đi hỏi lung tung như vậy. Tại vì sao? Tại vì cho dù các anh chị có biết đi chăng nữa, nhưng mà tới bắt tay vào làm một cái phần việc mà mang tính chất chuyên môn, ví dụ như là kế toán chẳng hạn, có nhiều người vẫn làm được báo cáo. Bình thường thì thật ra là có hướng dẫn hết, nhưng mà vấn đề các anh chị có thời gian để làm hay không, có đủ kiến thức để làm mà an toàn, không xảy ra sự cố thiếu sót hay không, thì các anh chị cứ việc làm để tiết kiệm tiền. Cái chuyện tiết kiệm ai cũng có thể thể nghĩ tới cả. Tại vì thay vì nhờ một cái ông báo cáo thuế mất 50 đồng, tôi tự ở nhà tôi làm thì tôi tiết kiệm được 50 đồng. Nhưng khi sự cố xảy ra rồi các anh chị mới bắt đầu đi hỏi tiếp, thì cái thời gian mà xảy ra sự cố để mà giải quyết cái vấn đề đó đó là nó tốn nhiều hơn 50 đô. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tốn thêm thời gian của mình, nó rất là phiền não, nhiều thứ lắm. Trong khi đó thì kế toán và các cái ngành báo cáo thuế chẳng hạn, người ta được đào tạo ra để hỗ trợ cho những cái người không chuyên. Thế tội gì mình không có bỏ tiền ra để mình xài cái dịch vụ đó. Dĩ nhiên có nhiều dịch vụ tốt, nhiều dịch vụ chưa tốt, thì chúng ta chọn cái dịch vụ nào tốt làm thôi. Không sao cả. Cho nên á, là cái chuyên môn hóa là một cái từ rất là hay. Tại vì xã hội ta phân công ra rồi, ông thầy giáo thì ông chỉ là đi dạy, ông dạy học trò, đúng không? Ví dụ tôi chẳng hạn là cái ông thầy giáo dạy tiếng Anh thì các anh chị mới nhờ tới tôi. Nhưng mà còn ví dụ như các anh chị nó đụng tới di trú chẳng hạn, thì tôi đâu có bằng cấp, tôi đâu có chuyên môn về di trú, cho nên thường là tôi không làm. Mà kể luôn cả bản thân tôi có thể tự làm được hồ sơ. Tôi có thể tự làm được hồ sơ tại vì tôi biết tiếng Anh và tôi biết được cái hệ thống của nó, nhưng tôi quyết định không làm, không tự làm. Tại vì tôi thấy có những cái phần việc mà tôi có thể là lưỡng lự, tôi không có nắm rõ và tôi không yên tâm, cho nên tôi thuê hẳn một cái người đại diện di trú cho mình và cho gia đình mình. Tại vì đó là một cái sự việc rất lớn, một cái quá trình đã chuẩn bị từ rất là lâu, cho nên không mắc mớ gì tôi phải tự tôi đổi cái chuyện đó, để lấy tôi đổi một số tiền ví dụ như 3 4 ngàn 5 ngàn đô, để mà tôi lấy một cái sự rủi ro không đáng có.
Các chị anh chị cứ đi hỏi quanh quanh, có nhiều anh chị hỏi hay lắm, hỏi hết công ty này tới công ty khác, hỏi tùm lum hết trơn, hỏi tôi hỏi người khác, rồi so sánh, rồi cắt hình, chụp hình nhắn tin với tôi hay là chụp hình nhắn tin chỗ khác rồi gửi cho tôi tùm lum y sao, cuối cùng những cái người đó lại không đi tới đâu cả. Thực tế là như vậy. Tôi nói sự thật thì nó mất lòng thôi, còn những cái người mà gọi là đi mua sắm đó mà cứ đi vòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia, đi cứ nghe chỗ nào có thông tin là đi, là đi hỏi người này một chút, hỏi người kia một chút, thậm chí là mang họ lại cho những cái người mà mình đi hỏi. Tại vì các anh chị chụp hình cái tin nhắn của người này gửi qua tôi rồi biết đâu các anh chị là chụp hình cái tin nhắn mà tôi đã nhắn rồi gửi cho người khác, nó gây ra rất nhiều các cái mâu thuẫn mà không đáng có, không đáng có, mất thời gian vô duyên lắm. Cho nên á, là tôi mới nói rằng là khi cần sử dụng đến dịch vụ chuyên môn thì nên để người có chuyên môn họ làm để mình làm việc khác. Ví dụ một cái anh công nhân, anh chỉ suốt ngày đi hái nấm, anh đi hái nấm như thôi, anh cố gắng anh hái nấm cho nó nhiều, cho nó đủ năng suất thì đó chính là cái phần việc của anh. Chứ còn mà liên quan tới giấy trời di trú chẳng hạn thì anh công nhân làm sao mà cứ cứ ngồi mà mày mò mà làm được cho mất công. Thay vì anh để cái thời gian đó anh đi hái nấm cho nhiều vô, anh dành một cái số tiền anh thuê lại một cái anh chuyên viên về di trú, anh làm hồ sơ cho gia đình mình, có phải hay hơn không? Hay hơn nhiều chứ. Đó, hay hơn rất là nhiều. Đó, ví dụ như là tôi thấy bỏ ra 4.000, tôi bỏ ra khoảng cỡ 4.000, chưa tới 4.000 nữa, để tôi thuê một cái anh làm đại diện di trú cho tôi, bởi vì anh có ngành nghề, anh có nghề, anh được đào tạo làm việc đó, tôi rất là yên tâm, tôi chỉ phối hợp thôi. Còn thời gian còn lại là gì? Tôi lo tôi làm, tôi lo tôi dạy học. Và thậm chí hồi xưa ấy, tôi là sinh viên thì tôi xác định là tôi chạy xe giao hàng, chạy Uber, tôi chạy thật tốt, tôi làm tốt cái phần việc của tôi, xong tôi dành dụm cái tiền đó và tôi trả cho ảnh, có phải là chuyên môn hóa không? Tại vì nếu như mà tôi mày mò từng chút thế này đủ loại giấy tờ ấy, là tôi nó nhức cái đầu lắm. Cho nên á, là khi cần dịch vụ chuyên nghiệp hãy trả tiền cho dịch vụ chuyên nghiệp họ làm, và nhớ là phải trả tiền. Các anh chị nhớ khi sử dụng dịch vụ là phải trả tiền, bởi vì đời này không có bất kỳ một thứ gì gọi là miễn phí cả. Nếu mà thật sự các anh chị á, nhận được cái gì đó miễn phí từ người khác, hãy mang ơn họ, hãy mang ơn họ thật nhiều vào và trả không bao giờ hết đâu. Đó, cho nên tôi hay nói rằng là ví dụ cái đời của tôi cũng thế, đời đời của tôi từ xưa tới giờ cũng vậy. Nếu tôi nhờ vả ai, bao giờ tôi cũng tặng lại gấp đôi. Cái đó là cái quan điểm sống của tôi và cả gia đình của tôi, cả vợ con của tôi cũng thế, tôi hướng cho vợ con của mình như vậy. Nếu thật sự người ta giúp tôi một lần mà tôi mang ơn họ, tôi sẽ tìm mọi cách tôi trả lại. Đó, trả nhiều hơn chứ đừng bao giờ trả thấp hơn. Đó là cái quan điểm sống. Dĩ nhiên là có người trả không không nổi, nhưng mà nếu mà trả nổi thì trả hơn họ, trả hơn cho họ, để chúng ta không mắc nợ nhau, mà thậm chí chúng ta tạo ra cái cảm giác là họ mắc nợ mình mới là gọi là cao, mới là cao tay. Chứ còn chúng ta cứ đi hỏi quanh quanh thế này, lấy rất nhiều thời gian của người khác mà cuối cùng chúng ta không có trả lại bất kỳ một cái bằng cái hình thức nào cả, thì nó rất là vô lý, nó rất là vô lý, và nó tạo ra một cái xã hội rất là gọi là tính toán với nhau, nó không có fair, gọi là không có fair, không có công bằng. Cho nên các anh chị thấy không, nhiều người có kiến thức chuyên môn ở đây này, trong nhóm này có rất nhiều anh chị có chuyên môn về di trú, nhưng mà người ta không có lên trả lời khống khống như vậy đâu, không trả lời khống khống. Tại vì sao? Mất thời gian của họ, trừ khi các anh chị ký kết hợp đồng với họ. Và có một cái thực tế là do cái văn hóa nữa, do văn hóa rất là nhiều các cái công ty của Việt Nam mình á, là cạnh tranh về giá, cạnh tranh về giá. Ví dụ như là tới hỏi một công ty mà công ty này á, là đòi phải có một cái phí tư vấn ban đầu 100 đô, thì bắt đầu các anh chị nó mắc mới gì lấy của tôi 100 đồng, công ty nó miễn phí, công ty kia miễn phí, thế là các anh chị chạy qua công ty kia miễn phí, rồi công ty khác cũng nhìn vô sao cũng miễn phí, cho nên tôi muốn giật khách thì tôi phải cung cấp cái dịch vụ đó miễn phí. Nó tạo ra một cái xã hội toàn là miễn phí đó. Mà các anh chị biết rồi, miễn phí nó không gọi là chất lượng, cái tiền nào của đó, mà tiền nào của đó, cái đó là rất là rõ ràng. Cho nên á, là sau này tôi sẽ thực sự là tôi cái trong cái kế hoạch của tôi là thế này, có một cái kế hoạch nhỏ là tôi sẽ tạo ra một cái nhóm những cái công ty làm dịch vụ,
ví dụ kế toán sẽ tập hợp lại khoảng cỡ 5-7 công ty mà thực sự uy tín. Công ty di trú cũng vậy, các cá nhân làm di trú của người Việt, của người Canada, vân vân. Nhưng mà thực sự có uy tín, thực sự là nghiêm túc, đàng hoàng, tập hợp lại những cái nhóm như vậy và sẽ giới thiệu khách cho họ. Cái đó là cái kế hoạch của tôi dự định như vậy. Và khi các anh chị cần tư vấn chuyên nghiệp thì chắc chắn là phải trả tiền cho họ, chứ không có tư vấn miễn phí. Tại vì không công bằng cho họ, tôi cảm thấy là như vậy, không công bằng. Cho nên thật sự có một cái anh tư vấn cho riêng gia đình tôi thì tôi giới thiệu rất là nhiều khách. Tôi giới thiệu không thôi, tại vì tôi mang ơn ảnh. Tôi mang ơn ảnh vì là ảnh làm tốt cái công việc, chứ không phải là vì là ảnh cho tôi tiền, nhưng mà ảnh làm tốt cái công việc với gia đình của tôi. Cho nên tôi giới thiệu cho anh rất nhiều khách. Không hề lấy của anh một đồng xu nào về cả giới thiệu nữa. Nhưng mà tôi nói trước rằng là khi các bạn tới với ông ấy thì các bạn phải có trả phí cho ổng, tại vì cái đó là cái điều kiện ổng nêu ra đầu tiên hết, là phải đặt lịch hẹn tư vấn trong vòng 1 tiếng, lấy thẳng 135 đồng, tức là 135 đô đó, và phải trả tiền, còn không thì đừng có hỏi. Ổng không có trả lời lung tung, ổng không có gọi là cứ nhận email xong là trả lời, không có tư vấn online miễn phí như tôi đang làm. Thực tế có những cái điều mà ông ấy nói là không khác gì tôi, thậm chí là không đủ như tôi tư vấn, tôi bỏ ra 1 tiếng đồng hồ như vậy. Các anh chị cứ hỏi tôi rồi tôi trả lời hết cho các anh chị như vậy, nhưng tôi không lấy đồng nào hết trơn. Nhưng mà ông ấy là phải trả phí, tại vì ông ấy hành nghề có giấy phép, có chuyên môn đó. Thì nên tạo ra một cái xã hội như vậy, tại vì các anh chị lấy cái khoản tiền từ thu nhập của mình, từ từ những cái nguồn khác mà, thì những cái người hành nghề chuyên môn người ta vẫn phải có một cái thù lao để người ta sống chứ, người ta phải đóng thuế tất cả các thứ mà. Cho nên tạo ra một cái xã hội công bằng. Tôi đang hướng dần đến cái đó, chứ đừng có nói rằng là tôi lên đây rồi tôi khuyến khích tôi làm miễn phí rồi lấy miếng cơm của người khác đâu. Không, tôi luôn luôn ủng hộ cái việc làm chuyên môn, những cái người có chuyên môn người ta làm, việc ai nấy làm. Và cái yêu cầu là gì? Những cái dịch vụ chuyên môn nó thực sự phải có uy tín. Ví dụ như tôi mình có dạy tiếng Anh đi chăng nữa thì tôi phải bảo đảm rằng tôi dạy tốt thì tôi mới lấy tiền, và lấy xứng đáng, lấy xứng đáng, chứ không có cái kiểu là miễn phí này nọ, không cũng không có. Cái nào thì ra cái đó. Bây giờ quay sang cái chuyện ăn ở đối với học sinh Việt Nam thì xin thưa các anh chị, đặc biệt là phụ huynh á, có con mình đang đi du học, nếu mà bậc phổ thông thì ở homestay là điều chắc chắn. Ở homestay hoặc là ở với nhà người quen, bạn bè hay là cô dì chú bác gì đó, thì cha mẹ hay gửi con mình sang cho cô dì chú bác của nó ở Canada. Thì thực tế mà nói không ai gọi là gửi không hết á, tại vì ở Canada này á, ăn uống mình có gửi con mình sang cho chú hay là cho cậu hay là cho cô thì mình vẫn phải trả tiền cho cô, cho chú, cho cậu, tiền ăn mà phải trả. Thậm chí là khi con mình tới ở trong cái nhà cô chú dượng gì đó thì họ cũng phải bỏ ra một cái căn phòng riêng cho con mình, cho nên mình tiếp tục trả thêm một cái khoản phí gọi là phí thuê phòng đó. Rồi chưa kể một cái phần nữa là phí chăm sóc, phí giữ gìn con mình trong thời kỳ là con mình đang đi học mà mình đang ở xa, mọi thứ đều phải chăm lo, tức là phí trách nhiệm đó, đủ thứ phí hết. Thì nếu mà đã làm dịch vụ như vậy rồi á thì nó giống như một cái homestay bình thường. Homestay bình thường có nghĩa là ví dụ như gửi con em sang trường của tôi và nhờ tôi tìm cái homestay, tức là nhờ trường chứ không phải nhờ tôi, nhờ trường sắp xếp một cái homestay, tức là một cái gia đình nào đó để con em mình nó tới ở đó, thì trường phải có trách nhiệm là đi tìm cái gia đình đó, cũng cái mức phí chừng đó thôi, không khác gì so với mức phí mà quý phụ huynh phải trả cho cô dì dượng bác của con cả, không khác. Thế nhưng mà nó có một cái yếu tố là gì? Thông thường ở với cô dì chú bác nó cũng có cái hay, có nghĩa là tại vì ruột thịt cho nên người ta có chăm sóc kỹ hơn, nhưng đôi khi nó là tạo ra một cái sự gò bó không cần thiết, tại vì chúng ta dính tới cái chuyện là tình cảm ràng buộc, thì cái này ở phương Tây người ta không thích đâu.
Người phương Tây là ta thích độc lập thôi, chứ người ta không có thích cái kiểu đó, không có thích cái kiểu ràng buộc như vậy, đằng nào cũng trả tiền mà. Đó, trừ phi là cô chú bác gì đó quá thân thiết mà không lấy tiền luôn á, hay là chỉ lấy tượng trưng thôi. Chứ còn nếu đã lấy tiền như một cái homestay thì tôi khuyến khích là cho con mình nên ở homestay. Thứ nhất là nó độc lập tự do, nó độc lập tự do, nó không bị ràng buộc vậy đó, không sợ là chú phải nói thế này chú nói thế kia đó, mà con em của mình nó tự lập, nó phát triển. Và với cái chủ homestay gọi là homestay mom hay là mother gì đó thì nó có vai vế gần ngang nhau, tại vì một bên là khách hàng client đó, là học sinh, và một bên đó là người cung cấp dịch vụ service provider. Cái quan hệ này nó rất là công bằng, nó rất là sòng phẳng, cho nên đâu đó rõ ràng. Và nếu như ở với cô dì chú bác theo cái dạng homestay như vậy, nếu như có trục trặc về các cái tình cảm này nọ, nó rất khó để di chuyển con mình đi chỗ khác. Tại vì khi mà di chuyển ra là mất hết cái tình cảm, tại vì xích mích mà. Nhưng mà cứ dính vào tình cảm là rất là mệt, tình cảm trai gái cũng mệt, mà tình cảm gọi là cô dì chú bác nó cũng rất là phiền, cứ đụng tới tình cảm là phiền một mớ, rất khó. Cho nên tôi hay có nói một câu là tiền bạc thì phân minh, ái tình là dứt khoát, thì hai thứ này nó phải rạch ròi thì rất là dễ sống. Cho nên là nếu như con em của quý phụ huynh mà ở bậc gọi là phổ thông trung học á, tức là từ 14, 15, 16, 17, 18 tuổi, còn trên 18 tuổi thì khỏe rồi, trên 18 tuổi thì nó có quyền ra thuê phòng riêng, tại vì theo luật á, là nó không còn cái người giám hộ nữa, nó là một cái cá nhân hoàn toàn độc lập, và cá nhân gọi là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu mà xảy ra sự cố gì đó, tự chịu trách nhiệm. Thế còn dưới cái độ tuổi đó thì nếu mà đã gửi cho cô dì chú bác được, nhưng mà chúng ta phải lường trước một cái tình huống là có thể xảy ra mâu thuẫn từ cái việc là cái mối quan hệ nó không còn tốt đẹp nữa và gây khó cho con mình. Thế trong khi đó thì vì sao mình trả 1.200 cái phí homestay, ăn uống này nọ luôn, cũng cho một cái người cậu của con mình, mà mình không có chọn ra ngoài ở một cái nhà homestay, mình cũng trả chừng đó tiền, nhưng mà con của mình nó rất là thoải mái, nó thích thì nó ở đó và nó có tiếng nói. Và vì cái người cung cấp dịch vụ không có tốt thì nó có quyền khiếu nại, và nếu khiếu nại mà không khắc phục thì nó có quyền chọn một cái dịch vụ khác. Chứ còn mà liên quan tới cô dì chú bác rồi làm sao mà nó chuyển đi được, nó rất là khó. Mà giải quyết xong rồi là anh chị em mà mất tình cảm với nhau, nó rất là phiền, mà tạo cái nặng nề nhất là cho chính cái đứa nhỏ, nó đang ở trong cái tình huống nó rơi vào một cái mối quan hệ gia đình không có tốt đẹp, rất là nguy hiểm. Cho nên các anh chị mà có con bậc phổ thông trung học á, nếu cần tư vấn về chỗ ăn chỗ ở có thể gọi cho tôi, và tôi phân tích cho anh chị rất là kỹ những cái điểm bất cập, những cái điểm thuận lợi gì khi mà chúng ta chọn một cái chỗ ở. Tại vì theo kinh nghiệm của tôi thì mười mấy học sinh mà học trường của tôi thì tôi đều vào gửi vào homestay cả. Homestay có nghĩa là người bản xứ, người dân nước này, người dân nước kia, rồi thậm chí muốn ở nhà homestay người Việt tôi cũng tìm ra được. Tôi cũng tìm ra được trong các cái mối quan hệ của tôi tìm ra được. Nhưng mà cái quan hệ là gì? Là giữa sự công bằng, một người cung cấp dịch vụ và một người là khách hàng, họ mang lại lợi ích cho nhau mà, cho nên họ phải công bằng để chúng ta tránh được những cái mớ phiền toái không đáng có. Và cái homestay không tốt thì cứ xin chuyển đi chỗ khác, chuyện dễ, chuyện rất là dễ, miễn sao một cái đứa trẻ khi nó đi học để nó thành công đó là nó phải vui, nó phải áp lực tâm lý nó ít đi, tại vì nó đã chịu quá nhiều cái áp lực về việc học hành, ngôn ngữ, về tương lai, về việc nhớ nhà, đủ thứ hết, mà chúng ta còn đưa nó vào một cái mớ gọi là rắc rối về tình cảm, ở không đặng mà đi thì không được, rất là khó. Rồi, còn những cái em học sinh mà trên 18 tuổi, tức là các cái bậc cao đẳng với đại học thì sao? Khi sang Canada thông thường là các em này mướn một cái phòng, mướn một cái phòng riêng trong một cái nhà để ở. Nếu mà những cái cặp vợ chồng mà có con luôn đi du học thì thông thường người ta mướn một cái tầng, có thể là cái basement, hay là người ta mướn một cái apartment, tức là mướn một cái chung cư, mướn một cái căn hộ trong một cái tòa nhà để ở. Nếu mà căn hộ thì dễ rồi, không nói làm gì, tại vì chúng ta độc lập tự do, mà độc lập tự do là có thể dẫn đến hạnh phúc.
À, Bác Hồ nói như thế. Nhiều người nói chứ không phải Bác Hồ nói không đâu. Độc lập tự do thì sẽ đến hạnh phúc. Thế còn mà thuê một cái nhà đó, thuê một cái nhà để ở thì đôi khi là có nhiều bạn, bốn năm bạn rồi thuê một cái nhà có bốn năm phòng rồi share lại với nhau. Mà thông thường sinh viên Việt Nam sang Canada thì đi thuê từng phòng, ví dụ như cái nhà đó của một cái người chủ, người ta không ở, có khi người ta ở đó, có khi người ta không ở, ta chỉ làm dịch vụ thôi, rồi người ta cho thuê bốn năm phòng. Thì thông thường á là sang lắm thì mới mướn được một cái phòng mà có cái nhà vệ sinh riêng, nhà tắm riêng ở trong đó. Thì thường thường ở Canada cái phòng mà có cái nhà vệ sinh bên trong người ta gọi là cái master room, rồi cái phòng đó nó sẽ đắt gấp đôi các cái phòng thường. Còn đại đa số thì các em chỉ mướn một phòng và chia chung cái nhà bếp, cái khu vực chung, ví dụ như nhà ăn rồi cái nhà vệ sinh, nhà tắm là chung. Mà thậm chí có một số cái nhà đó là cả cái nhà vệ sinh đó là cả nam cả nữ nữa cơ. Chia chung tại vì ở một phòng mà, ở một phòng riêng thôi nhưng mà cái nhà vệ sinh là chung. Đó. Rồi cái nhà bếp thông thường là cái nhà bếp là cái mà đáng nói, tức là chia chung hết. 4 năm em du học sinh đó, đôi khi là đến cùng một nước, nếu mà nhà nào người ta chú ý, người ta cố ý cho người Việt thuê thôi thì toàn bộ các em sinh viên là từ Việt Nam cả. Thế nhưng mà đến từ nhiều vùng khác nhau, từ nhiều thành phần khác nhau. Đó. Văn hóa cũng khác nhau, vùng miền ở Việt Nam cũng khác. Rồi sau đó thì xảy ra chuyện. Nếu mà cái nhóm sinh viên ở chung cái nhà này nó không có ý thức một cách rõ ràng là trách nhiệm của mình là phải ở sạch sẽ, trách nhiệm của mình là không được lấy đồ của người khác để xài, trách nhiệm của mình á là đi vệ sinh xong thì phải chùi cho sạch để cái người sau người ta còn đi, nấu ăn xong thì phải dọn đồ, phải chùi nhà bếp cho nó sạch. Tuy nhiên cái thành phần mà ý thức về cái chuyện gọi là sạch sẽ này không nhiều. Tôi để ý rồi, tôi từng sống chung với rất nhiều em sinh viên và tôi để ý cái chuyện này, rất hiếm em có ý thức tự giác về cái chuyện đó. Ví dụ mình chùi, mình nấu ăn xong cái dầu rồi nó bay tùm lum thì trách nhiệm của mình là mình phải dọn, mà mình phải dọn. Thế tuy nhiên nhiều em không dọn đâu, rồi thậm chí ăn xong rồi vứt nguyên cái tô hay là cái chảo gì ngay trong cái bồn rửa nước. Thế thì cái người thứ hai người ta xuống làm sao người ta có chỗ để rửa, rồi bắt đầu xích mích nhau, rồi xà phòng giặt đôi khi là để một góc, rồi quên cái rồi là bạn người người khác ở chung phòng là lấy xài. Người ta có mua 12 cái trứng chẳng hạn, tự nhiên chưa ăn cái nào về mất hết bốn cái. Đó. Rồi bắt đầu là nghi ngờ cho nhau, tại vì cái xấu đâu phải ai cũng nhận đâu. Cái xấu mà mình làm ra rồi đó, cái thói của con người là gì, tạo ra lỗi thì ít khi chúng ta chịu nhận lỗi. Đó. Và trường hợp này xảy ra nhiều lắm, đôi khi là các cái nhóm như là các cái hội nhóm mà của du học sinh đó, các em lên chửi nhau hoài vì cái vụ này, tức là lấy đồ của nhau không xin phép, ăn ở dơ, không có biết gọi là tôn trọng người khác, vân vân, nhiều lắm, vô cùng nhiều trường hợp này. Cho nên là thuê phòng thì cũng phải nắm rõ được cái chủ nhà là ai, họ có quy định rõ ràng hay không, cái nhà đó người Việt như thế nào. Còn nếu cảm thấy ở mà không vui thì chúng ta nên dọn ra, dọn đi chỗ khác ngay lập tức. Nếu mà có tiền nhiều hơn thì chúng ta thuê một cái apartment, có nghĩa là một cái căn hộ, nó có thể đắt hơn nhưng mà mình share với một cái bạn nào mình vừa ý. Nhưng mà nói tóm lại là cái chuyện xảy ra khi mà ở chung ở bên Canada này nó rất là nhiều. Cho nên các em sinh viên đi du học bên này cố gắng làm thế nào đó để lại cho nhau những cái kỷ niệm thật đẹp khi mà ở chung, bằng cách là sống cho nó đàng hoàng, sống sạch sẽ, sống ý thức. Chứ còn đừng có bừa với nhau sau này. Ví dụ như dọn đi xong rồi là chị em mà khi ở chung, chứ còn mà dọn đi rồi không nhìn mặt nhau, rồi có khi là chửi nhau y xèo hết, tan vỡ những cái kỷ niệm đẹp với nhau. Ở đây sống ý thức nó rất là khó, sống ý thức rất khó, mà các em nhỏ nhỏ thường thường là không ý thức, thường thường là như vậy chứ không phải là tất cả. Hiếm lắm, hiếm có em nào mà chịu khó rằng là tôi đi đổ rác ngày tuần này thì anh tự giác anh đi đổ rác tuần sau. Hồi xưa tôi đi đổ rác suốt, cào tuyết cũng vậy, ví dụ ở chung như vậy nhưng mà tôi không tự đi cào tuyết, tôi không phải tự đi hốt rác, tại vì nếu mà nhờ thì lâu quá, hoặc là chia lịch rồi cũng quên luôn. Quên thì không biết là cố tình hay là không không nhớ, tại vì rác thì ví dụ như ở Canada đã thu hàng tuần một ngày thôi,
mà quên đem ra cái là để đó rác nguyên tới tuần sau, mà thậm chí là để 2 tuần sau, tại vì rác người ta thu 1 tuần là rác tái chế, 1 tuần là rác thường, nhưng mà để quên cái là 2 tuần sau nó hôi sao chịu nổi. Đem ra ngoài thì raccoon này nọ nó tới nó ăn nó bay tùm lum đó, cho nên những cái chuyện lặt vặt như vậy nó xảy ra rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều. Thì những cái em học sinh hay những cái phụ huynh mà có con đang đi du học ở Canada, nếu mà có nghe được cái phần livestream này nói về chuyện ăn ở đó, là có 2 phần. Một là các em nhỏ ở homestay, thì nếu cần tư vấn về cái chuyện ăn ở, những cái vấn đề đó có thể gọi cho tôi. Rồi những cái em mà trong cái độ tuổi từ cao đẳng trở lên đó, có nghĩa là thuê nhà ở được rồi đó, thì cũng có những cái vấn đề đó. Khi mà ở chung với nhau nó rất khó, ở chung với nhau là chung là chạ mà đó, có rất nhiều vấn đề xảy ra. Nếu mà gặp nhau ngoài tiệm cà phê cà pháo thì đứa nào cũng thấy đẹp, cái đứa nào ăn nói cũng lịch sự hết, cho đến lúc mà nó ở chung với nhau thì nó mới phát hiện ra những cái tính rất là xấu, rất là xấu, ồn ào, hay tọc mạch, hay nói sau lưng, rồi ở dơ, vân vân, đủ thứ hết, là hôi, vân vân, nhiều thứ vô cùng. Không nói chuyện đó nữa, bây giờ chuyện khác, có một cái chuyện đó là việc làm. Thì khi mà học du học sinh đó, đi học ở Canada xong thì ai cũng mong muốn có một việc làm, và việc làm chính là cái chìa khóa để mở cánh cửa cơ hội định cư ra. Nhưng mà học xong đó, đi xin việc cũng trầy trật lắm. Chứ không phải ai học ra là chắc chắn đi xin việc đâu. Cho nên là tôi nói đừng bao giờ nghe những cái công ty hay là những cái cá nhân người ta tư vấn một cách rất là dễ dàng như thế này. Đi học cao đẳng 2 năm, được ở lại 3 năm và lấy thẻ xanh. Đừng bao giờ nghe cái lộ trình đó cả. Cái lộ trình đó chỉ là lý thuyết thôi, nghe thì đã lắm, nghe rất là thuận tai. Bỏ ra chỉ ở 30.000, 40.000 đô thôi rồi đi học. Học xong rồi được ở lại 3 năm, cái xong rồi xin định cư. Ở đâu ra mà dễ vậy? Thấy không? Tiếng Anh nó có một cái câu là too good to be true. Nó quá tốt, không thể đúng sự thật được. Làm gì có chuyện đó, đâu có dễ ăn cơm của ngoại, phải không? Chứ đừng có nói là đâu có dễ gì là làm công dân của Canada. Cứ cứ đi vào học 2 năm rồi ở lại 3 năm rồi có rồi rồi xin được định cư liền, đâu đâu có dễ vậy. Trời đất ơi, hàng trăm hàng triệu người đang muốn đổ vào cái đất nước này cơ mà. Tại vì mình biết được rằng có chính sách tốt ở Canada thì người khác cũng biết vậy. Mình biết rằng Canada có mùa thu đẹp thì người khác cũng biết. Có một cái chính sách giáo dục khai phóng, trẻ con đi chơi nhiều hơn đi học, y tế miễn phí mặc dù rất là chậm, chậm như rùa, nhưng mà nó vẫn tốt hơn ở nhiều nơi, cho nên là ai cũng biết cái việc tốt đó cả và đổ xô vào đây, thì cái việc cạnh tranh nó sẽ lên cao, chắc chắn là như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng là Canada là dễ đâu, ai nói dễ thử nói họ đi sang đây thử coi, xin cái visa du lịch bây giờ cũng trầy trật, cầm được cái visa du lịch là rất là mừng. Mặc dù chúng ta không có đi sang đây để lấy cái bất kỳ một cái gọi là an sinh xã hội gì ở Canada cả, mà xin đi sang đây du lịch thôi, và vừa tốn tiền, nó đi sang đây bất kỳ một thứ gì ăn ở cũng tốn tiền, cái gì cũng tốn tiền hết. Thế một người ta còn không cho mình cái visa để là nói gì cái chuyện là xin định cư, phải không? Nó rất khó. Cho nên á, cái việc làm là cái rất quan trọng. Mà việc làm muốn có là do mình tích lũy cái việc học của mình từ trước, và trong khi học mình phải xây dựng các cái mối quan hệ với nhiều người mà có việc làm, những cái người mà đã định cư ở đây mà dân trí thức á, dân có cái mối quan hệ xã hội tốt, sẵn lòng giúp đỡ của mình, hay là gợi ý chỗ làm, hay là đưa ra những cái cơ hội cho mình để mình làm quen, thì phải có chuẩn bị rất là kỹ. Tôi có viết một cái bài ngày hôm qua đó, là về việc làm rất khó, cạnh tranh chuyên môn khó lắm. Cho nên muốn có là phải thứ nhất cố gắng học cho giỏi, trau dồi tiếng Anh cho thật tốt, tập cái tính gọi là xã giao, ngoại giao tốt, tập cái tính gọi là cầu tiến, cầu thị và hòa đồng trong xã hội, thì tạo ra một cái network cực tốt cho mình sau này khi mình ra trường mình dễ xin việc. Và thưa các anh chị là khi đi xin việc á, nếu mà chúng ta cạnh tranh ngang ngửa không dễ đâu, tại vì thị trường gọi là mạch ngầm ở Canada, người ta gọi là hidden job market á, là nó rất là phổ biến tới 80-90%, tức là tất cả những cái công việc mà các anh chị có được là nó đi từ cái nguồn thông tin nội bộ ra,
ví dụ tôi cần tuyển một cái người trợ lý chẳng hạn cho tôi, thì cái đầu tiên là tôi tìm quanh quanh trong các cái mối quan hệ của mình xem có ai không cái đã, để khỏi lãng phí thời gian. Trong cái mối quan hệ của tôi có ai làm được cái vị trí đó mà làm thật ấy, chứ không phải là đưa vào để mà không làm được việc đâu, không phải. Đó. Thì cái đó đã khó rồi, bắt đầu khi mà tìm không ra thì mới đăng lên những cái trang gọi là chưa chính thức, tìm được những cái vòng kế tiếp, đó là những cái mối quan hệ với những người bạn bè của tôi. Tôi đang cần tìm một cái người như vậy, anh có không, rồi giới thiệu giùm tôi. Đó là cái vòng ngoài. Rồi sau khi tìm hết không ra thì mới bắt đầu đề nghị công ty là đăng quảng cáo. Đăng quảng cáo. Và đăng quảng cáo dĩ nhiên nó mất thời gian và nó phải mất cái chi phí thì mới có ứng cử viên tốt được, chứ không có dễ đâu. Mà rồi sau đó phải phỏng vấn, rồi sau đó phải tốn rất là nhiều công sức mà mình không xác định được là cái người đó thực sự có kinh nghiệm hay không, tại vì mình không biết rõ về người đó. Trong khi qua những cái mối quan hệ là biết được rất rõ, biết được lý lịch của em này ở đâu từ xưa tới giờ nó ra làm sao, cho nên cái thị trường mà việc làm nó thị trường ẩn nó rất là lớn. Thì cái đó là cái thực tế, mà muốn lấn được vào cái thị trường ẩn đó là cái mối quan hệ rất quan trọng. Có nghĩa là mình phải gọi là chào, mình chào cái bản thân mình cho với rất nhiều người xung quanh của mình để họ biết mình là ai, thậm chí là lên Facebook cũng vậy. Thì tôi xin thưa với các anh chị, ví dụ như tôi tạo ra một cái trang Facebook và tôi đầu tư cho nó rất là nhiều, đầu tư thời gian, đầu tư gọi là đủ thứ rồi đó, tôi đọc, tôi viết rất là nhiều, thế thì các công ty người ta sẽ biết rồi. Cái đó là tôi tự tạo ra cái cơ hội cho mình đó, tôi tự tạo ra. Và trong các cái mối quan hệ của tôi chẳng hạn, tôi đi gặp người này người kia, người ta cũng biết tôi từ lâu nay, ông này ông làm cái gì, ông có năng lực ra làm sao, ông có khả năng gọi là kêu gọi người này người kia đó. Thì khi có một cái vị trí ở một nơi nào đó nó phù hợp với khả năng của tôi thì chính những cái người quen của tôi người ta giới thiệu, tôi thấy ở đó có một vị trí rất phù hợp cho anh, vì sao ông làm, ví dụ như vậy đó. Thì có nghĩa là cơ hội là tự mình tạo ra chứ đừng có ngồi chờ. Các em sinh viên bây giờ ngồi chờ không à, cứ ăn xong là cứ cứ đi chơi rồi đi làm những cái công việc rất là bình thường, thậm chí là vui chơi này nọ, thì cái mối quan hệ của mình nó chỉ xoay quanh những cái người bạn của mình, mà những người bạn của mình lại là những người mà giống như mình không có một cái mối quan hệ khác thì xem như hỏng, xem như là hỏng việc hết, rất là khó. Cho nên là ngay từ lúc mà còn ngồi trên ghế nhà trường là tự tạo cho mình một cái hồ sơ thật tốt. Mà chưa nói nếu hồ sơ mình chưa tốt thì cũng đừng có phá cái hình ảnh của mình. Rất nhiều em phá hình ảnh của mình bằng cách là đăng Facebook rồi chửi thề rồi đi đi comment dạo chỗ này chỗ kia gây xích mích, rất là lãng phí thời gian. Tại vì sau này khi mà người ta lục tìm lại cái hồ sơ của bạn này á, người ta thấy ôi trời đất ơi, cái đứa này mà làm việc cái gì nó lên nó toàn chửi thề không, viết câu viết kéo không ra cái gì hết, viết một câu tiếng Anh trên cái trang Facebook mà sai tùm lum, rồi xong xem như cái cơ hội mình mất. Thế nhưng mà những cái bạn viết tốt, nói tốt và giao tiếp lịch sự, biết trên biết dưới, biết giữ hình ảnh của mình, biết tạo ra giá trị thì cái cơ hội của bạn này rất lớn. Cho nên ví dụ thông thường những cái bạn nộp hồ sơ chẳng hạn thì tôi vẫn vẫn xem, tôi vẫn xem cái Facebook của bạn này như thế nào. Mặc dù cái đó không ai gọi là khuyến khích, không ai bắt tôi phải làm việc đó, nhưng mà tôi có quyền tôi xem thử cái lý lịch của bạn này nó ra làm sao, từ xưa tới giờ bạn ra làm sao, cái Facebook của bạn như thế nào. Tôi có quyền tìm được cái thông tin đó và tôi biết được, đoán được cái tính cách của con người qua cái việc giao tiếp trong xã hội của họ. Thế là một số các anh chị thấy ngạc nhiên khi mà mình đi xin visa Mỹ đó, bây giờ là người ta có yêu cầu là trong cái đơn á, đơn xin visa du lịch thôi, cái DS-160 đó, là người ta cũng yêu cầu là khai ra mình có cái trang Facebook hay không, mình có cái trang mạng xã hội nào hay không, để người ta điều tra. Còn điều tra hay không là tùy đó. Thế nhưng mà cái con người của mình, cá tính của mình nó vẫn thể hiện qua, mình có giấu cỡ nào đi chăng nữa nó vẫn thể hiện trên những cái sự tương tác của mình đối với xã hội. Cho nên ngoài cái việc là tự nỗ lực bản thân phải nâng mình lên, tiếng Anh tốt, khả năng giao tiếp tốt, học giỏi, va chạm, đi làm tình nguyện nhiều, thì phải tạo cho mình một cái hồ sơ trong mắt của cộng đồng tốt. Mình giúp người này giúp người kia, mình cung cấp thông tin cho người này người kia, mình ăn nói lịch sự nhã nhặn, cái mối quan hệ xung quanh của mình là toàn là người tốt,
À, gừng mực thì đen, gừng đen thì sáng thôi, không, cái đó là cha ông cha chúng ta nói chưa bao giờ sai cả. Cho nên phải cẩn thận, những cái bạn trẻ sau này không để ý đâu, nhiều lúc là cứ lên nói huyên thuyên như vậy, chữ thề chữ đổng, rồi sau này người ta ghim vào, người ta search một cái ra ngay lập tức. Tại vì những gì mà mình đưa ra trên cái gọi là social media thì nó sẽ tồn tại đâu mãi mãi. À, nó rất là quan trọng, xóa không kịp đâu, cứ nói bậy sau này xóa không bao giờ kịp hết đó. Mà có xóa đi chăng nữa thì cũng có người này đọc người kia đọc. Ừ, cho nên phải cẩn thận. Rồi à, thì tôi chia sẻ sáng hôm nay như vậy thôi. À, bây giờ cũng đã khuya rồi, à, dự định là 1 tiếng 15 phút nhưng bây giờ đã hơn 1 tiếng rưỡi. À, cho nên là à, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong một cái dịp lần sau tôi sẽ tranh thủ trả lời. Thì các anh chị nào mà hỏi trễ đó, hỏi trễ thì có thể là nhắn tin cho tôi hay là xin tôi trình bày hết trong cái phần tin nhắn đó. À, để tôi xem thử là tôi có trả lời được hay không. À, chứ trong một cái khuôn khổ thời gian thế này tôi không thể làm hết với tất cả mọi người được, không thể tư vấn hết cho tất cả mọi người. Và tôi vẫn khuyến khích rằng là các anh chị nên sử dụng dịch vụ chuyên môn có nghề để họ hỗ trợ cho. Chứ chứ khi mà hỏi tôi như thế này á, thì thật ra một người nếu mà là phụ huynh có con trong cái độ tuổi phổ thông thì nó là mang đến cái gọi là cái lợi ích trực tiếp cho tôi, có nghĩa là tôi tư vấn để tôi tuyển sinh. À, còn có những trường hợp thì tôi vẫn tư vấn, có nghĩa là các anh chị thấy quá cần thiết, à, là tôi phải cho cái lời khuyên để các anh chị đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Tại vì các anh chị tin tưởng rằng là tôi biết nhiều hơn, tôi là cái người đáng tin cậy để cung cấp thông tin thực sự cho các anh chị, trung thực cho các anh chị. Thì các anh chị có thể hỏi tôi sẵn sàng. Nhưng mà còn những cái vấn đề mà linh tinh này nọ chung 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 mà các anh chị cứ đi hỏi chỗ này chỗ kia đó, thì tôi biết được thì tôi vẫn vẫn giới thiệu sang chỗ khác thôi, chứ tôi không có làm trực tiếp, tại vì nó chiếm rất nhiều thời gian của tôi. À, mà cả đêm cả hôm như vậy, cuối cùng là tôi nói thật, tư vấn xong rồi mà xin các anh chị mà bỏ vào 5-10 đồng ở trong cái quỹ Terry Fox hay cứu trợ miền Trung, tôi không thành công, không hề thành công cái chuyện đó. Cho nên là tôi thấy là nó nên fair với nhau. À, nếu thực sự đó mà muốn trình bày một cái vấn đề, các anh chị trình bày thật rõ từ A tới Z để sau đó tôi đưa ra một cái ý định, à, với trường hợp như thế này thì nó là thế này, dứt khoát vậy thôi. Còn khi mà cần tư vấn chuyên môn hơn nữa thì sẽ sử dụng các dịch vụ chuyên môn có giấy phép hành nghề hẳn hoi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chúc các anh chị em ngủ ngon tại Việt Nam và xin chúc mọi người ở Canada một cái buổi chiều vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.